Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lồng Chim Minh Ông Mít ha. Thì bữa giờ mình cũng hơi lưu bu cho nên mình ít lên clip mới. Thì bữa nay sẵn vừa mới xong hai cái mẫu lồng vuông, lồng tròn màu vuông ha. Một cây vuông cao, một cây vuông đấu. Thì mọi người để ý ha, cái lúc nào mà cái cửa nó nằm ở phía trên đây, như đây à, nó nằm ở vành thứ hai vành trên thì là cây vuông đấu. Còn cái cửa nó nằm ở phía dưới gần cây rút hoặc phân đây ha, thì là phong cao, đơn giản. Thì cây phong cao nó cao hơn cây phong đấu chừng 5 phân thôi nha mọi người. Thì cái này là đấu lỡ ha. Còn nếu mà đấu thân thì nó cao hơn, nó thấp hơn chừng 10 phân. Còn cái đấu lỡ này thì nó thấp hơn chừng 5 phân thôi ha. Nó vẫn có cái độ cao, cái độ vuông vức của cái lồng ha. Rồi bây giờ hai cây lồng này thì dành để nuôi trà màu nha mọi người. 23 nang vuông và chạm tay toàn bộ hai cây ha. Như mẫu này là mẫu nó chạm tay, chân trụ, chân thẳng nè, nách lá tre, viền dây leo, tan gạch ha, đục tay này, rút khay ha. Mỗi cây nó có một cái nét đẹp riêng. Thì như cây này thì nó đẹp theo một cái kiểu khác ha, thanh tao gọn gàng, rồi khá là sang trọng ha. Rồi đây là phần nóc. Nóc thì cũng đi dây leo full ha. Và hai cái nóc hắt này là cũng chạm tan gạch luôn theo các cái mặt lồng. Thì đây là cây màu vuông cao. Lồng thì mình đang sẵn vài cây hàng đục tay. Thì mọi người cần thì liên hệ với mình thông qua cái website là minhongmit.com hoặc là có fanpage lồng chim minhongmit ha. Thì mọi người có thể ngoài cái form này ra thì có thể đặt form thái nè, là thái cao, thái thấp, là nang thưa, nang khít 19 hay 3 nang hay là nang dày gì đó. Thì mọi người cứ đặt theo ý ha. Thì mình làm cái mẫu thôi nha. Còn cái kích thước đồ này kia thì có thể điều chỉnh theo ý mọi người ha. Rồi đó là cây vuông cao. Còn bây giờ cây vuông đấu này thì khác chút. Cây này thì chân quỳ nhưng mà chạm hoa mai ha. Nách chim mai. Chạm thủng ha. Khá là sạch và nét ha. Mọi người nhìn kỹ nè, rất là sạch ha. Rồi cái này là tan bốn mặt là hoa thể kép ha. Kép nè mọi người, nó sẽ dày cái bông thị lên ha. Rồi đây là phù cửa, nói chung là chạm tay full nha mọi người. Cửa này nè, chạm hoa kép nè. Mọi người nhìn đây mọi người sẽ thấy nó có cái độ hỏng nhiều nè. Đó cái góc này mọi người thấy nó có độ hỏng nhiều ha. Rồi xuống rất là đẹp, chạm nổi. Rồi hoa, các cái nách hoa. Rồi, đây là góc chân chạm chim mai. Đây mình đang quay cho mọi người coi là bên hông. Rồi phần giữa chân. Rồi bây giờ sẽ quay cái nóc. Cây này là đi thùng chuyện ha. Nóc hắt thì là hai cái nóc chuyện luôn, chuyện tay nha mọi người. Đi theo cái khung lồng ha. Rồi nóc nè, giờ mình quay lại nóc cho mọi người coi nè ha. So sánh hai cái nóc. Đó. Rồi. Rất là đẹp ha. Thì đây là góc chéo ha. Mỗi cây nó có một cái nét đẹp riêng. Thì tùy theo sở thích của mọi người thì chọn theo ý ha. Lồng này thì mình quyết giàu rồi, có lồng mọc nữa, mọi người cần lồng mọc thì mình sẽ giao lồng mọc ha. Hàng sẵn rất là nhiều, mọi người cần cứ nhắn trực tiếp cho mình ha. Website minhongmit.com, fanpage lồng chim minhongmit. Rồi một lần nữa xin cảm ơn mọi người.